không chỉ giúp bông to sáng bông mà còn hạn chế được tình trạng miệng bông đen bông và tối u hơn khi cái tình trạng mưa kéo dài như thế này. Chào quý bà con, hiện nay mưa nhiều cũng làm ảnh hưởng phần nào đến việc rụng hoa và trái non trên cây sầu riêng. Thì hôm nay Tư Duy sẽ mang đến cho quý bà con một bộ sản phẩm dưỡng hoa và dưỡng trái trên cây sầu riêng. Đây là bộ sản phẩm được rất nhiều bà con tin dùng và đạt được hiệu quả cao. Một bộ sản phẩm dưỡng hoa, dưỡng trái và nuôi trái. Bộ sản phẩm gồm nước bông sầu riêng, bo, an, ca, cây ách và các chất tốt. Một bộ sản phẩm gồm rất nhiều yếu tố dinh dưỡng như lãnh đạm, lân, kali cùng với các nguyên tố trung vi lượng khác. Bộ sản phẩm đã tạo ra được một cái công nghệ khẳng định đẳng cấp. Mình sẽ bước vào sản phẩm đầu tiên, đó là sản phẩm nước bông sầu riêng. Đây cũng là một sản phẩm đang là thương hiệu cổ hiệu cho rất nhiều người nông dân và sầu riêng. Sản phẩm này không chỉ tăng cường khả năng ra hoa đậu trái mà còn đảm bảo được sự phát triển đồng đều ổn định cho cây nhờ các chất dinh dưỡng đặc biệt như là các chất dinh dưỡng có chứa hàm lượng lân, đạm, kali cùng với các chất phụ gia đã giúp cây phá vỡ được nguyên trạng và kích mắt cua rất nhanh, kéo mắt cua ra khỏi thân cành rất nhanh chóng và cây sầu riêng sẽ không chỉ ra hoa nhanh, ra hoa tốt, ra hoa nhiều mà còn tăng được tỷ lệ đậu trái, mang lại những trái to, ngọt và thơm ngon. Thứ hai mà trong một sản phẩm dưỡng hoa, dưỡng trái mà không có quên muốn mang lại cho quý bà con đó là sản phẩm Boanica với thể tích 500ml chứa hầu hết đầy đủ các nguyên tố dinh dưỡng đồng thời kết hợp 7 loại amino acid như lysine, methionine không chỉ làm tăng lên sức sống cho hạt phấn mà còn giúp mát con, mát trái, tròn trái và tăng được tỷ lệ đậu trái, đặc biệt đó là hạn chế được tình trạng nước trái, khó trái. Và Boanica tròn có kháng cả các sâu bệnh và tốt môi trường, đồng thời hấp thu được các dưỡng hiệu quả hơn và có nâng cao được năng suất trồng. Vâng thưa bà con, một sản phẩm tiếp theo mà nhà nông Phú Vinh cũng vừa mới ra mắt kết hợp bởi bộ ba kali, canxi, bo, sản phẩm tất cả đa lượng và trung vi lượng kết hợp cùng với 15 loại axit amin được nhà phân với tên gọi là Kayas, với sự kết hợp toàn diện giữa các nguyên tố dinh dưỡng không chỉ giúp con to sáng bông mà còn hạn chế được tình trạng miệng bông đen bông và tối đen hơn khi cái tình trạng mưa kéo dài như thế này. Một sản phẩm không thể thiếu trong quá trình dưỡng bông và dưỡng trái sầu riêng ở dây trong bộ sản phẩm này, đó là sản phẩm tuyết phát tố với khả năng thúc đẩy sự phát triển của cây trồng mà đặc biệt trong giai đoạn ra hoa và đậu trái, giúp cây phát triển được nhanh chóng và đồng đều. Những bông hoa sẽ nở rộ, dễ dàng đậu trái hơn và cải thiện đáng kể chất lượng nông sản, mang lại giá trị dinh dưỡng cho người trồng sầu riêng.